Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 82 đến trang 92. Bài 4, chùm ca dao về quê hương đất nước, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4, quê hương yêu dấu. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Nguyễn Đình Thi. Giới thiệu bài học. Cây có cội, nước có nguồn, con người có quê hương. Quê hương là nơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã sinh sống. Quê hương là đất đai, xứ sở, truyền thống ông cha, là những điều giản dị và thân thuộc ta gắn bó hàng ngày. Tình yêu quê hương ta là tình cảm ấm áp, chân thành, bền lâu của con người. Tình yêu quê hương đất nước Việt Nam từ xưa đến nay đã đi vào văn học, âm nhạc, hội họa, điện ảnh. Trong bài học này, em sẽ cảm nhận tình yêu quê hương trong những bài ca dao và thơ trữ tình hiện đại, viết theo thể thơ Lục Bát, một thể thơ mang đậm bản sắc Việt Nam. Em cũng sẽ được đọc một văn bản thuộc thể loại khác kết nối về chủ đề với những bài thơ Lục Bát này. Yêu cầu cần đạt: nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ Lục Bát. Bước đầu nhận xét được nét độc đáo của một bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp thu từ. Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. Nhận biết được từ đồng âm, từ đa nghĩa, nhận biết được hoán dụ và hiểu tác dụng của việc sử dụng hoán dụ. Bước đầu biết làm thơ Lục Bát và viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ Lục Bát. Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống, trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của quê hương đất nước. Đọc tri thức ngữ văn. Thơ Lục Bát. Thơ Lục Bát 6-8 là thể thơ, mà các dòng thơ được sắp xếp thành từng cặp, một dòng 6 tiếng và một dòng 8 tiếng. Vần trong thơ Lục Bát, tiếng cuối cùng dòng 6 vần với tiếng sư 6 của dòng 8. Tiếng cuối cùng của dòng 8 lại vần với tiếng cuối của dòng 6 tiếp theo. Thanh điệu trong thơ Lục Bát, trong dòng 6 và dòng 8. Các tiếng thứ 6, thứ 8 là thanh bằng, còn tiếng thứ 4 là thanh trắc. Riêng trong dòng 8, mặc dù tiếng thứ 6 và thứ 8 đều là thanh bằng, nhưng nếu tiếng thứ 6 là thanh huyền thì tiếng thứ 8 là thanh ngang và ngược lại. Nhịp trong thơ Lục Bát thường ngắt nhịp chẵn 2-2-2, 2-4, 4-4, v.v. Lục Bát biến thể không hoàn toàn tuân theo luật thơ của Lục Bát thông thường, có sự biến đổi số tiếng trong các dòng, biến đổi cách gieo vòng, cách phối thanh, cách ngắt nhịp. Từ đồng âm và từ đa nghĩa. Từ đồng âm là những từ có âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, không có mối liên hệ nào với nhau. Từ đa nghĩa là từ có hai hoặc nhiều hơn hai nghĩa, các nghĩa này có liên quan với nhau. Hoán dụ. Hoán dụ là biện pháp tu từ dùng từ ngữ vốn chỉ sự vật, hiện tượng này để gọi tên sự vật hiện tượng khác, có mối quan hệ tương cận, gần nhau, nhằm tăng khả năng gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Văn bản 1. Trước khi đọc. 1. Với em, nơi đâu là quê hương yêu dấu? Nếu có thể nói những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất về quê hương, em sẽ nói điều gì? Thì chúng ta sẽ giới thiệu là gia đình chúng ta ở đâu và cha mẹ và nguồn gốc quê hương của cha mẹ là ở vùng biển ở đâu thì em ghi vào. Gia đình em sinh sống ở, nhưng quê gốc của cha mẹ em là một vùng biển thân yêu. Đối với em, quê hương là một điều thiêng liêng và đẹp đẽ. Đó là nơi có nguồn cội, có tổ tiên, ông bà và là mảnh đất đã gìn giữ, cuốn rốn khi em vừa cất tiếng khóc chào đời. Quê hương em có những cánh đồng bao la bát ngát, có triền đê dài tít tắp nuôi nấng những ký ức tuổi thơ của chúng em. Quê em dù không phát triển kinh tế nhưng lại bao la tình người. Tháng nào bố mẹ cũng sắp xếp đưa em về quê để thăm ông bà nội, ông bà ngoại và họ hàng. Bố luôn bảo với em, nếu ai không nhớ quê hương thì người đó mãi mãi không lớn để trở thành người được. 2. Em thích bài thơ nào viết về quê hương? Hãy đọc diễn cảm một vài câu trong bài thơ đó.
Em thích nhất là bài quê hương của Đỗ Trung Quân, đoạn thơ tiêu biểu: quê hương mọi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Đọc văn bản Chùm ca dao về quê hương đất nước. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trớn vỏ canh gà thọ sương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thúy Loan, Đặng Diệu Trang. Kho tàng ca dao người Việt tập 1, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội 2001, trang 1145. 2. Đường lên xứ Lạng bao xa, cách một trái núi với ba quãng đồng. Ai ơi đứng lại mà trông, kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ. Vũ Ngọc Khoan, Tụ ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Hà Nội, Thời đại Hà Nội 2010, trang 118. 3. Đò từ Đông Ba, đò qua đập đá, đò về Vĩ Dạ, thẳng ngã Ba Sình. Lờ đờ bóng ngã trăng trên, tiếng hò vang vọng, tiếng hò xa vọng, nặng tình nước non. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thúy Loan. Đặng Diệu Trang, Kho tàng ca dao người Việt, tập 1, trang 917. Sau khi đọc, trả lời câu hỏi 1. Đọc các bài ca dao 1, 2 và cho biết mỗi bài ca dao có mấy dòng, cách phân bố số tiếng trong các dòng cho thấy đặc điểm gì của thơ Lục Bát. Trong bài thơ 1 và 2, mỗi bài ca dao có 4 dòng, cách phân bổ số tiếng trong mỗi dòng cho thấy những đặc điểm của thơ Lục Bát. Thơ Lục Bát là một thể loại nằm trong thể loại thơ của dân tộc Việt Nam, gồm các cặp câu thơ kết thành một bài. Thường thì câu đầu là 6 chữ, câu sau là 8 chữ, cứ nói tiếp cho đến hết bài. 2. Đối chiếu với những điều được nêu trong một tri thức ngữ văn ở bài đầu bài học, hãy xác định cách gieo vần, ngắt nhịp và phối hợp thanh điệu trong các bài ca dao 1 và 2. Bài ca dao 1, cách gieo vần: tiếng canh gà vần với tiếng la đà, tiếng ngàn sương vần với tiếng mặt gương. Thanh điệu: tiếng đà, sương, sương, hồ là thanh bằng. Tiếng trúc, vỏ, tỏa, thái là thanh trắc. Nhịp thơ 2-2-2. Bài ca dao 2, cách xeo vần: tiếng bao xa vần với tiếng ba quãng đồng, tiếng mà trong vần với tiếng kìa sông. Nhịp thơ 4-4, thanh điệu: tiếng xa, đồng, trong, cờ là thanh bằng, tiếng lạng, núi lại là thanh trắc. Ba, so sánh so với hai bài ca dao đầu, bài ca dao 3 là bài Lục Bát biến thể. Hãy chỉ ra tính chất biến thể của thể thơ Lục Bát trong bài ca dao này trên các phương diện: số tiếng trong mỗi dòng, cách gieo vần, cách phối hợp thanh điệu. Tính chất biến thể của thơ Lục Bát trong bài ca dao số 3, số tiếng trong mỗi dòng. Bài thơ có tất cả 4 dòng, số tiếng trong mỗi dòng lần lượt là 8, 8, 6, 8. Cách gieo vần: tiếng ba vần với tiếng đá, tiếng dạ vần với tiếng ba. Cách phối hợp thanh điệu: tiếng thứ 6 và tiếng thứ 8, qua, sình, trên, tình là thanh bằng. Tiếng dạ, ngã, vọng là thanh trắc, tuy nhiên tiếng ba lại là thanh ngang. 4. Trong cụm từ mặt gương Tây Hồ, tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. Biện pháp tu từ ẩn dụ được vận dụng thần tình trong cụm từ mặt gương Tây Hồ. Tác dụng làm tăng hiệu quả diễn đạt lời thơ, gợi hình, gợi cảm hơn.
vẽ nên một cảnh sắc tuyệt đẹp của hồ Tây tĩnh lặng bao la, nước trong xanh, phẳng như một tấm gương khổng lồ làm bừng sáng cả bài ca dao. Hồ Tây trở thành một mặt gương khổng lồ, hòa sáng long lanh, vô cùng đẹp đẽ. Năm, nêu cảm nhận của em về tình cảm của tác giả dân gian gửi gắm trong lời nhắn gửi. Ai ơi đứng lại mà trông, hãy tìm một số câu ca dao có sử dụng từ ai hoặc có từ lời nhắn ai ơi. Câu ca dao cất lên với tiếng nhắn nhủ đầy tha thiết ai ơi, hai tiếng ấy như tiếng gọi, như nói với một ai đó. Nó không cụ thể là đối tượng nào mà câu thơ muốn nhắc đến, mà nó chỉ là một cách chung chung. Đó là tất cả những con người Việt Nam ta. Qua tiếng gọi tha thiết ấy, ông cha ta muốn nhắc nhở về sự ghi nhớ cội nguồn là tình yêu bao la đối với quê hương đất nước. Một số câu ca dao tục ngữ có sử dụng từ ai hoặc có lời nhắn ai ơi. Ai ơi đứng lại mà trông, kìa vạc nấu gió kìa sông đại bè, kìa giấy yên thái như kia, diễn sâu chín trượng nước thì trong xanh. Sáu, bài ca dao 3 đã sử dụng những từ ngữ hình ảnh đào để miêu tả thiên nhiên xứ Huế. Những từ ngữ hình ảnh đó giúp em hình dung như thế nào về cảnh sông nước nơi đây? Những từ ngữ hình ảnh để miêu tả thiên nhiên xứ Huế trong bài ca dao số 3 là con đò lờ đờ bóng trăng, tiếng hò vang vọng. Những từ ngữ hình ảnh đó giúp em hình dung Huế là một miền đất có một cảnh quan thơ mộng, xinh đẹp. Mỗi địa danh chợ Đông Ba, đập đá Vị Già, ngã Ba Sình, tất cả đều chan hòa trong dòng chảy của ca dao. Cách miêu tả đã làm cho khung cảnh Huế trở nên sinh động, nên thơ đậm đà hơn bao giờ hết. Lờ đờ bóng ngã chân nghênh, và điều đó đã nhẹ nhàng mà sâu lắng đi vào trong tâm thức của con người. Bảy, các bài ca dao trữ tình thường bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của con người. Qua chùm ca dao trên, em cảm nhận được gì về tình cảm của tác giả dân gian đối với quê hương đất nước? Qua những bài ca dao trên, em cảm thấy tác giả dân gian đã nhận thức được cái đẹp, cái hoàn mỹ của quê hương, đất nước bằng cả trái tim của mình. Đó là sự thương nhớ vấn vương quê hương mỗi khi đi xa xứ, là vẻ đẹp của người lao động cần cù, niềm tự hào non sông đất nước với những cái nét đẹp cổ kính ngàn đời. Tình yêu đất nước trong các câu ca dao không sôi nổi nhưng lại dạt dào như mạch suối ngầm chảy âm ỉ, chảy mãi. Niềm tự hào về non sông đất nước được khơi gợi qua từng câu chữ nét bút. Tiếp theo, viết kết nối với đọc, viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, nêu cảm nghĩ của em về một danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Thì sau đây là một đoạn văn tham khảo. Một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Việt Nam đó là chính là Hồ Hoàn Kiếm, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn. Tất cả danh lam thắng cảnh này đều nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử và dấu vết thời gian, di tích Hồ Hoàn Kiếm vẫn còn vẹn nguyên những giá trị văn hóa, lịch sử thuở ban đầu của nó. Hồ Hoàn Kiếm cổ kính, ở giữa có tháp Rùa, là nơi còn lưu lại truyền thuyết trả gươm của vua Lê Lợi. Cầu Thê Húc cong cong màu đỏ là nơi ánh sáng bình minh mỗi ngày chiếu lên lấp lánh, bắt ngang qua mặt hồ xanh xanh. Đền Ngọc Sơn nép mình trong tán cây cổ thụ linh thiêng. Đây là nơi rất đông người dân đến thắp hương cầu sức khỏe, cầu bình an. Danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất
của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.